Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, hàng nghìn người trên khắp đất nước đã phải di rời vì lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra, trong khi thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã được xoa dịu một thời gian ngắn khỏi cái nóng như thiêu đốt gần đây. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Trung Quốc có thể hứng chịu cả lũ lụt và nắng nóng gay gắt trong suốt tháng. Các bộ phận của tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa xối xả kể từ thứ Năm và trụ sở kiểm soát hạn hán và lũ lụt tỉnh Hồ Nam cho biết. Quận tự trị Tương Tây Tuja và Miao là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại quận tự trị, hơn 95.000 người đã bị ảnh hưởng và hơn 14.000 người trong số họ đã được di rời hoặc sơ tán. Theo các quan chức địa phương cho biết hôm Chủ nhật, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 575 triệu nhân dân tệ, khoảng 75,5 triệu đô la Mỹ. Lạc Gia Thuận, một cư dân ở làng Mạnh Khắc, huyện Bảo Vũ, tỉnh tự trị Tương Tây nhớ lại, trời mưa rất to và mực nước dâng cao hơn 1 mét trong khoảng 10 phút. Ông mô tả những cơn mưa xối xả bắt đầu đổ xuống vào thứ Sáu gây ra lũ lụt khiến ngôi làng trũng thấp bị mắc kẹt trong nước. Trong làng, 44 ngôi nhà bị ngập, 50 hectare đất canh tác bị ngập và 163 người dân phải sơ tán. Chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức để khôi phục nguồn cung cấp nước và điện và giúp khôi phục cuộc sống nông thôn bình thường. Ngay sau 1 giờ chiều ngày thứ Ba, trạm khí tượng Tương Tây đã đưa ra cảnh báo màu vàng với mưa lớn. Dự kiến từ trưa đến 6 giờ chiều, lượng mưa tối đa mỗi giờ ở huyện Phượng Hoàng sẽ là 24mm. Các quan chức sau đó đã nâng cấp cảnh báo lên màu cam vì các dự báo mới nhất cho thấy lượng mưa tối đa mỗi giờ có thể đạt 36mm, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo 4 cấp độ màu. Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho các cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh dương. Các trạm thời tiết địa phương ở ít nhất 4 quận trong khu tự trị cũng đưa ra cảnh báo màu vàng hoặc màu cam về mưa lớn vào chiều thứ Ba. Hơn 7.800 người đã buộc phải sơ tán ở quận Chấn Bá, tỉnh Thiểm Tây từ 6 giờ chiều Chủ nhật đến 6 giờ chiều thứ Hai. Cục Dịch vụ Khẩn cấp thành phố Hán Trung báo cáo, văn phòng cho biết các công nhân tiếp tục qua đêm để dọn sạch 80 con đường bị nước lũ cắt đứt và khôi phục điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. May mắn thay, mưa đã giảm bớt trong quận vào thứ Ba. Tại tỉnh Từ Xuyên, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 85.300 người vào lúc 7 giờ sáng thứ Ba để tránh nguy cơ tiềm tàng từ cơn mưa xối xả được dự báo trước. Đài khí tượng tỉnh Từ Xuyên cho biết trận mưa dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 5 thành phố cấp tỉnh, bao gồm Quảng An, Lô Châu và Phàn Chi Hoa, cũng như thành phố Nghi Tân và một phần của khu tự trị dân tộc Tây Tạng Gaze, với lượng mưa tối đa có thể từ 100 đến 120mm. Tại tỉnh Hà Nam, 157 khu vực thuộc 66 khu vực hành chính cấp quận đã bị thiệt hại do mưa lớn từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 7 giờ sáng thứ Hai, với 26 khu vực có lượng mưa trên 100mm. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn tiếp tục ở nhiều quận cho đến sáng thứ Ba. Tại huyện Quế Sơn, tỉnh Hà Nam, một chiếc ô tô chở 5 hành khách đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu vào tối thứ Hai. Một trong số các hành khách đã được giải cứu nhưng 4 người khác vẫn đang mất tích. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, theo Trung tâm Thời tiết Quốc gia, nhiều khu vực khác dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn từ thứ Ba đến thứ Tư. Vào thứ Ba, Trung tâm đã đưa ra cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, dự đoán rằng trong vòng 24 giờ kể từ 2 giờ chiều, lượng mưa mỗi giờ dao động từ 20 đến 50mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết lượng mưa ở phía Bắc Liêu Ninh thậm chí có thể đạt từ 100 đến 120mm, đồng thời cho biết thêm rằng các khu vực này có thể gặp thời tiết đối lưu khắc nghiệt. Một cơn bão bất ngờ thường bao gồm dông bão, mưa đá, gió lớn và mưa lớn và các hiện tượng thời tiết phá hoại. Hiện tượng thời tiết này đôi khi xảy ra trong phạm vi chỉ 10 km và có thể tạo ra mưa dày đặc. Ngược lại, một cơn mưa phùn từ đêm thứ Hai đến đầu ngày thứ Ba đã giúp Bắc Kinh thoát khỏi đợt nắng nóng hơn 35 độ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiệt độ tối đa ở Bắc Kinh dự kiến sẽ đạt 38 độ trở lại từ thứ Tư đến thứ Năm. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia, số ngày trên 35 độ ở Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay đã vượt quá số ngày cùng tháng trong tất cả các năm khác kể từ năm 1961. Tại cung điện mùa hè vào Chủ nhật, một hướng dẫn viên du lịch đã chết vì say nắng trong đợt nắng nóng thiêu đốt tiếp tục hoành hành khắp thành phố.
Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán trong tháng này sẽ rất nghiêm trọng. Bộ cho biết các khu vực như Trung Tâm và Đông Bắc, Bắc Trung Tâm Trung Quốc và Tây Tây Nam dự kiến sẽ có lượng mưa nhiều hơn mức trung bình hàng năm vào tháng 7. Bộ dự báo lũ lụt trên sông Dương Tử và sông Hoàng Hà cũng như một phần của sông Tiền Đường và sông Tùng Hoa, mưa xối xả có thể làm tăng mực nước ở những con sông này trên mức cảnh báo. Trong khi đó, ở nhiều nơi khác, bao gồm khu vực Hoa Bắc ở phía Bắc và một phần của Nội Mông, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng và lượng mưa giảm, Bộ cho biết. Nguồn cung cấp nước và điện ở những khu vực này sẽ tương đối eo hẹp, Bộ cho biết. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, Nam Dương, Tam Môn Hiệp, Lạc Dương, Bình Định Sơn và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam có mưa đến mưa to cục bộ và mưa cực lớn. Mưa lớn gây lũ lụt dẫn đến tình trạng nguy hiểm ở nhiều nơi ở phía tây tỉnh Hà Nam, nhiều người chết và mất tích. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở quận Song của thành phố Lạc Dương vào nửa đầu tháng 7 đạt 259,6mm, nhiều hơn 79% so với lượng mưa trung bình hàng năm, nhưng không có thương vong trong quận. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8, một trận mưa xối xả ập đến huyện Tống, lượng mưa tập trung và lượng mưa hiếm thấy trong lịch sử. Sông Nhất Hà, sông Ru Hê và sông Bạch Hà trên lãnh thổ của nó đã bùng phát lũ lụt trên toàn lưu vực và tất cả các con sông đều chảy qua đỉnh lũ cực lớn, gấp hơn 10 lần tốc độ dòng chảy bình thường hàng năm, gây ra lũ lụt quy mô lớn trong khu vực bị phá vỡ. Một số lượng lớn nhà cửa bị sập và hư hại và nhiều thị trấn bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 150 làng hành chính ở 10 thị trấn và thị trấn trong quận bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 125.000 người bị ảnh hưởng và 84.900 người bị ảnh hưởng, ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 170 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Tống có 767 hộ với 1.850 ngôi nhà bị sập, 2.814 hộ với 6.942 ngôi nhà rột nát và 46.900 ha đất canh tác, sạt lở tổng cộng 517 tuyến đường, diện tích 430.000 m2, hư hỏng 340,3 km mặt đường, 20 cầu, 58 cống, 25 trạm cấp điện trong quận đã bị mất điện hoàn toàn. Máy phát sóng ở núi Cửu Tảo bị hư hỏng nghiêm trọng, và đường dây cao thế ở núi Ngọc Vương bị gián đoạn khiến tín hiệu truyền hình không thể truyền được. Tổng cộng đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 300 triệu nhân dân tệ. Trong trận lụt hiếm gặp này, ở huyện Song không có trường hợp tử vong nào. Điều này là do cơ chế cảnh báo sớm của chúng tôi, Lý Đại Vĩ, thẩm phán quận của Song cho biết. Theo các nhân viên cho biết, năm nay quận đã thiết lập và cải thiện cơ chế cảnh báo sớm để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước lũ lụt, 16 thị trấn đã được tổ chức để thực hiện các cuộc diễn tập khẩn cấp về phòng chống lũ lụt với tổng số 30.000 người tham gia. Ngoài ra, quận cũng đã thiết lập hệ thống cảnh báo sớm 5 phút và Cục Khí tượng quận có radar mọi thời tiết để theo dõi mưa. Được biết, tổng cộng 7.908 người từ 2.182 hộ gia đình đã được chuyển đi trong quận và hơn 5.000 khách du lịch đã được sơ tán mà không có một thương vong nào. Được biết, sau thảm họa, Mã Trấn Vũ, Bí thư huyện ủy Tống Tây An và Lý Đại Vĩ đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của trụ sở phòng chống lũ lụt vào đêm hôm đó, ngay lập tức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, sắp xếp công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hiện tại, công việc cứu trợ thiên tai khẩn cấp đã bắt đầu tiến hành. Sở Giao thông Vận tải của quận đã thành lập 3 đội cứu hộ, 2 đội kiểm tra và 1 đội vận chuyển vật liệu để tiến hành sửa chữa đường trong đêm. Sở Điện lực của quận đã cử 240 kỹ thuật viên đến tuyến đầu để sửa chữa khẩn cấp nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các thị trấn. Các bộ phận truyền thông Mobile, China Unicom và China Telecom đã cố gắng thông qua hệ thống liên lạc di động và cố định trong các thị trấn trong vòng 5 giờ. Các sở thủy lợi, vật liệu và thương mại đã chuẩn bị các vật dụng khẩn cấp như bao tải, dây sắt, đá và cọc. Và tất cả 1.190 dân quân trong quận đều sẵn sàng ứng phó. Hơn 30 đơn vị cấp quận đã trực tiếp hỗ trợ 3 ngôi làng trọng điểm để cứu trợ thiên tai, đảm bảo cho quần chúng có cơm ăn, áo mặc và nước uống. Hiện tâm trạng của nhân dân vùng thiên tai đã ổn định, các công việc sản xuất, tự cứu hộ đang được tiến hành, công tác cứu hộ, cứu nạn đạt được một số kết quả nhất định. Mẹ tôi có nhiều hơn một người con trai, nhưng tôi chỉ có một mình tôi. Hiện tôi là thư ký ở quận Cửu Huyền, bây giờ là thời điểm quan trọng và tôi không thể rời đi. Lúc 11 giờ sáng ngày 12, đỉnh lũ lớn nhất của sông Nhất Hà,
Trương Tân Cường, bí thư Đảng ủy thị trấn Cửu Huyền đang theo dõi lũ lụt bên sông, biết tin mẹ mình ốm nặng nhưng anh ấy không thể rời đi. Anh ấy ngay lập tức lao vào công việc sơ tán khách du lịch. Vào thời điểm đó, hơn 2.000 khách du lịch và người dân bị mắc kẹt tại khu thắng cảnh Đi Bè Nhất Hà ở thị trấn Cửu Huyền. Bí thư Trương đã lãnh đạo các cán bộ thông qua Twitter tổ chức nhân lực để ngừng bán vé cho tuyến Đi Bè, tìm kiếm và cứu nạn trên diện rộng, đồng thời cưỡng chế di chuyển và sơ tán người dân từ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc và các nơi khác. Có hơn 2.200 khách du lịch và người dân. 5 phút sau khi khách du lịch được di chuyển an toàn, lũ lụt đã nhấn chìm toàn bộ danh lam thắng cảnh. Vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 12 tháng 8, cầu Nhất Hòa Đường Anh ở làng Đường Anh, thị trấn Mật Đầu, huyện Luân Xuyên, tỉnh Hà Nam đã bị tàn phá. Chiều ngày 12 tháng 8, phóng viên chứng kiến tại hiện trường, toàn bộ cây cầu đã bị sập xuống sông, chỉ còn lại một đoạn đường nhựa rút ngắn ở hai đầu cầu và lan can hai bên bằng đá hoa cương trắng do nước đã rút và lũ trên sông Nhất Hà đã nhẹ nhàng đi qua. Được biết, cây cầu kiến trúc được xây dựng từ năm 1987, có tổng chiều dài là 233,7m, chiều ngang 7m, có 5 vòm, đồng thời là con đường duy nhất đến căn cứ huấn luyện Cửu Long Sơn do Bộ Truyền thông cũ. 10 phút sau một trận mưa lớn, cây cầu đã bị đổ sập tại đoạn Trường Minh. Một người dân ở làng Hồ Gia, người đang theo dõi lũ lụt gần sông nhớ lại, hai vòng gần làng Đường Ưng, tức là đầu phía nam của cây cầu bị đổ sập nước. 5 phút sau, ba vòng gần làng Linh Đông cũng bị sập cầu. Hai người đó ở làng Đường Ưng, Từ Tiên Bân, một người dân ở làng Linh Đông cho biết, tại trung tâm y tế của thị trấn Mật Đầu, phóng viên đã nhìn thấy một số ít người sống sót sau vụ tai nạn. Hào Hoành Quốc đến từ làng Đường Ưng trên cầu quan sát lũ lụt, không ai nghĩ rằng cây cầu sẽ sập. Hào Hoành Quốc nói, hôm đó tôi ôm một cái cây trôi theo dòng nước và bị dòng nước cuốn. Lúc đó có bóng người ôm cây, nhưng hết đợt lũ này đến trôi khác. Ba người còn lại đều bị lũ cuốn, nhấn chìm, chỉ mình tôi sống sót. Trên tầng 3 của trung tâm y tế, phóng viên nhìn thấy một người sống sót khác là Lý Hương Hồng từ làng Dạ Vương dân tộc Miao. Theo Lý Hương Hồng, đầu tiên anh ấy ngã xuống trên cây cầu, sau đó bị lũ cuốn trôi. Em vừa thoát ra nhưng lại bị lũ cuốn trôi đi, rồi em bám vào gốc cây gần đó cho đến khi có người cứu. Lý Hương Hồng vẫn còn nỗi khiếp sợ kéo dài về cảnh này. Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Luân Xuyên, khó khăn cứu hộ ngày càng lớn. Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, huyện Luân Xuyên đã tổ chức lực lượng vũ trang và cảnh sát tìm kiếm mạnh mẽ 3 ngày liên tiếp. Ở làng Đường Ưng bên kia sông đang được tích cực sửa chữa, đã khắc phục nhưng vẫn chưa kết nối. Trương Hiểu, bí thư thị trấn Mật Đầu cho biết cuộc phỏng vấn. Ông nói với các phóng viên, trong 3 ngày, họ đã chuyển các nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo và mì sang bên kia ít nhất 2 lần vào mỗi buổi sáng và buổi chiều để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của những người dân làng bị ảnh hưởng. Tiến hành điều tra và đến từng hộ gia đình để tiếp tục xác nhận thương vong và tổn thất tài sản của quần chúng. Tại địa điểm cứu hộ do đê vỡ ở hạ lưu cầu Nhất Hòa Đường Anh, phóng viên đã gặp Từ Bình Xuyên, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật của huyện Luân Xuyên. Theo ông, khi mực nước sông giảm, bùn cát tích tụ ngày càng dày, khiến việc giải quyết khó khăn ngày càng lớn hơn. Theo trụ sở khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, nguyên nhân vụ sập cầu vẫn đang được điều tra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!